xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Đại diện một công ty lên tiếng xin lỗi vì đưa tin sai sự thật về màn trình diễn cuối cùng của BTS trước khi nhập ngũ. Seo, một thương hiệu của cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc, đã hợp tác với KBS để tổ chức Song Festival 2019 với tổng cộng 530 vé cho lễ hội âm nhạc cuối năm. Tuy nhiên, ở dưới phần quảng bá sự kiện, đơn vị tổ chức đã thêm một dòng chữ: buổi biểu diễn cuối cùng của các thần tượng số 1 của toàn cầu trước khi nhập ngũ. Hai thành viên lớn tuổi nhất BTS là Jin và Suga đã đến tuổi nhập ngũ. Tuy nhiên, từ giờ đến năm sau, họ vẫn còn rất nhiều thời gian để tranh thủ cho các hoạt động của mình. Chính vì thế, nhiều fan tỏ ra rất nghi ngờ về dòng chú thích kể trên. Trên thực tế, BTS cũng chưa từng thông báo về sân khấu trình diễn cuối năm của nhóm khi nhập ngũ. Do đó, các fan đã không tin và yêu cầu thương hiệu cửa hàng giải thích rõ về điều này. Thậm chí, nhiều fan còn tuyên bố tẩy chay cả sự kiện lẫn Seo về vụ việc. Trước phản ứng dữ dội của fan, mới đây đại diện thương hiệu đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về sự việc. Nội dung thông báo viết: xin chào, chúng tôi là ban tiếp thị của Seo. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã làm người hâm mộ thất vọng do lỗi từ ngữ trong Song Festival 2019, thậm chí là quảng bá cho ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi đã đi quá xa với mong muốn nhấn mạnh cơ hội tốt và thay vào đó đã sử dụng những từ có thể để lại vết sẹo sâu cho người hâm mộ tham gia cùng các nghệ sĩ. Chúng tôi muốn xin lỗi một lần nữa vì đã có một sự kiện quảng cáo với những từ không phù hợp. Các quảng cáo đã được gỡ xuống và chúng tôi dự định tải lên sau khi sửa chữa lại từ ngữ. Chúng tôi xin lỗi những khách hàng yêu mến vì đã làm họ thất vọng với cụm từ quảng bá của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trở thành một công ty lắng nghe khách hàng tốt hơn. Cảm ơn các bạn. Hiện tại đã là đầu tháng 12, các thành viên BTS vẫn đang rất tất bật với các dự án, sự kiện âm nhạc vào cuối năm. Mặc dù các thành viên sắp phải đi nhập ngũ, đại diện công ty vẫn chưa nói gì về thời gian cụ thể, cũng như sự kiện ý nghĩa cuối cùng mà họ cùng tham gia cùng nhau trước khi chính thức gia nhập nghĩa vụ quân sự.